cùn đi. Đây, mọi người cùng cắm hoa với mình nhé. Lấy cái chổi cùn hơn để quét. Mình đóng hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình nhé. Bye bye. Xin chào mọi người. Mọi người đã có hoa đúng rồi nhé. Chiều nay quan nhầm vụ gì nữa? Đốn liềm. Viết bài. Mang nồi cơm ra ngâm đi. Một cái cần thì lấy nhiều hoa. Mọi tặng một đất đang tủ hết ở đây. Tắm thời gian đến lâu nên mình chờ dưới đến 4 giờ. Nói chứ mùa hè tuy là hắn nóng nhưng mà sạch nhỉ. Khổ quá. Mùa đông lạnh không muốn đụng luôn nước. Bởi dưới này người ta sống ở trong Nam, người ta không muốn về đây mà. Không bao giờ biết lạnh đã gì. Đi đây. Cho em tình yêu cho đi hết lúc chưa tới.
hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Xin chào mọi người. Ôi trời, mới mồm. Chị quên trời, chị có cái cảm giác mà tự nhiên chị cắm cái chi vô chị nhai mà tự nhiên hết mũi hết cả cơ mồm không? Quên nhiều lúc nhiều không muốn nhai luôn. Mũi cái hàm. Alo. Vâng ạ. Đúng rồi ạ. À, ngõ số 18. Thôn Nhạ Lộc. Đúng rồi. Vâng vâng.
18 gì ạ? 17 cũng được. Răng chưa? Nhảy. Nhầm lại tưởng sập nguồn tê, chạy chú ý pin đấy, cái máy nó hay 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 tụt pin lắm ạ. Sao sao rồi, nó có 2% pin, không báo. Dạ. Dạ. Vâng. Có. Vâng. Áo ngực đã về. Lạnh. Cô từ đây với đường phố mình mà. Thank you.
thích. Thịt chưa? Nhà đợi nhà mày ăn hết thịt cả tháng này tháng ngắt, thằng tôi mới gửi ở quân lại chán thịt rồi. Mấy ăn hết một nồi thịt bò, trời qua ăn thịt đông ăn kêu chán. Dữ hơn ăn cá không ạ? Ăn được quân chỉ thích ăn cá giấm thôi. Nó không chứ mày. Thank you.
gì đừng biết. Đi mua. Đã trả tiền áo cho bác Khuyên chưa? Chưa. Để con đi trả luôn rồi. Không muốn đi trả à? Đi, để con đi trả lắm rồi. Không, chưa trả. Sửa chi á? Đi mua ra. Con đi lên quá. Con mua chi? Đâu? Tôi nhanh nhà bà nhà bay à? Đó. Chắc chả biết. Tao không có nhu cầu những mua nhà bà ấy thôi chứ. Kêu chị lau nhà sạch sẽ nhưng tí tao kìm mà tí bệnh đi chết với tao. Lau bàn được ga chưa? Không rồi. Gần đến tám mình ăn như lợn, có thuốc đó ngay. Mình không biết. Uống thuốc đóng cân thuốc ngay liền luôn. Ăn kinh. Lắm đúng không? Đột nhiên chết mất mì. À, chả biết rằng cái tự nhiên nó chết. Tui nhiều rồi. Quá nó ăn gì ở đâu không biết.
nó đặt xong cái bình hoa lên gần nó mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Mây chưa được 3 tiếng mà đau lưng quá. Mỗi lưng rồi. Xin chào mọi người, mọi người có mơ gì nhé. Thì nhưng mà cái thích mình nhiều. Thank you.
Nhưng bán 80 với 85 rồi. Nắng. Nắng. Mình bỏ mua khá có đi. Chả không mua gì nữa. Có điểm dừng không? Quá mà. Hả? Quá mà có chỗ hai gạch chứ. Có iPhone này em chưa thấy thôi. Chứ các điện thoại Oppo với Samsung em thấy, nhưng mà iPhone rồi quay video chả có chỗ mua dừng. Hả? Hai thằng muốn tóc tích cái kích mua về. Thằng Hoàng nó tự nhiên lắm. Láo. Thằng Hoàng đó. Ừ. Cái thích ngoài trong chứ một. Như thằng Hoàng, thằng Hoàng nó không chính diện đấy. Ừ. Là một cái chùm mùa. Và cái kiểu làm sao. Chờ được nổi canh cua nhỉ. Nó hoàn canh ngào cũng không ăn được. Nó rất không ăn nữa. Sáng nay nên chả yểm không thấy. Ngào. Cua. Cua cho lớn hổ. Cua chẳng chưa bao giờ cua. Cũng cua là ít đắt. Dương á.
Lâu lắm rồi ta đâu kìa. Nhọt lắm, lâu lâu không hát nhọt lắm. Ý là răng cái cổ em hắn cứ anh cứ nó đồng chủ chi. Tao 4 năm ngày nay là hết rồi đấy. Xóa bực mình. Nay cứ còn ăn đòi trong tủ lạnh chứ còn chết. Chưa còn chết, còn mua còn lậu. Đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video này đến hết. Thì bữa mua cho hai cái được. Nhanh nhở? mấy đứa mấy ở trên mạng đọc buồn cười kinh, chưa kịp Tết nè, ý là chưa kịp Giáng sinh để tặng quà nè, chưa kịp Giáng sinh nè lại đến lì xì Tết xuống lại 14 tháng 2 xuống lại 8 tháng 3 rồi đến hết 10 tháng 10. Ôi trời, mấy đứa con nít bây giờ nó còn mùng 1 tháng 6 rồi các kiểu này, hay đó.
Em thấy cái cúc của mấy bà hôm nay đi chợ bán đó. Nồi. Tốt à? Dại gì? Chắc là lại có lươn. Ăn chứ chẳng luôn. Nhà bà Huê á, nhà bà Huê trồng được một đám đó mà hôm vừa rồi phải lấy liềm ra bứt ngang. Em đang hái cho em lại tỏi luôn. Tăng lúc luôn nó không ăn gì nhỉ? Chắc ăn không, thỉnh thoảng đi tàu bán nó đâu từ từ. Bán xem hạt chiều hôm qua với lại cái gì. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bye bye. Lại một bữa gia đình nữa. Tươi tiệc. Xong đấy, đã tươi. Xin chào mọi người, mọi người cắm hoa với mình. Chắc đang đi cất. Ông nói cả về cất à? Vâng. Ai giờ chưa? Mới đi bắt mã. Linh đang bới nhạc hay sao? Ôi, hoàn.
nghe cái gì. Nhớ anh gạo nhỉ. Lâu quá anh chơi. Chờ anh đi lúc tôi biết lúc mua tôi về. Thế đó. Bộ nó sướng. Nhà tìm kẹ làm kiếm. Bố thì để bốc vác quanh năm. Về ngày kia cũng khổ, ngày kia cũng vất, tìm để đi chèo liều, tao mà nước thì ông chết đi. Mồm mồm vợ đi. Thật chứ, nhưng mà cái anh Kim liều chèo vô liều chèo kinh lắm nè. Kinh quá mẹ. Mà nó ăn cái trời hỏi em một ngày hai lần cũng chịu không có người ngồi cũng ăn cũng chết. Có ba thằng đi. Có mua mà không ngồi được như thế nào mà cũng không chịu. Anh em dẫn mông còn chưa đi ăn gì. Giờ con nhìn thấy về nhà ổn chết đi. Trời ơi. Dạ. 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 Vâng, 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 để em qua. Mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của mình. Bye bye.